anh em thấy tôi có đẹp trai không? Thấy chưa? Đội nón này là mọi người sẽ kêu là auto trẻ trâu. Ừ, bữa nay dịch corona quá, rảnh quá, anh em không biết làm gì thì quay vòng vòng cái showroom cho chơi ha, cho anh em chơi cho vui ha. Xe tải bán tải bên mình mới vừa về luôn đấy. Đây là vận chuyển xe, vận chuyển mấy xe phân khối lớn nè. Đây là xe của ông anh mình. Ông anh này mình bữa nay ông qua chơi vui lắm, nãy mới quýnh bài ăn kem xong cực kỳ vui. Còn đây là xe của cameraman, thằng mà đang cầm cái camera đó anh em. Cái tiếng nó thu vô được không? Thu cái trên đây nó có hiện không? Rồi ok. Rồi Vinh X nó mới tập xe nè, nó mới lấy xe ra tập nè. Đó, mới lấy xe ra tập. Rồi dắt anh em dạo dạo chơi một vòng cho vui. Mấy cái nón này á, mục đích á là chân là thứ nhất đúng không? Anh em vô là em thấy mấy cái nón này là chân là thứ nhất. Rồi cái thứ hai là khi những anh em mua xe á, mình tặng cho những anh em. Rồi anh em nào mà muốn mua thì mình bán rất là rẻ. Dĩ nhiên là bán sẽ là giá nhập vô, giá sỉ cho anh em luôn. Ví dụ cái nón này là 1 triệu mấy thì bán 900. Nói chung là anh em qua chơi với Minh nhiều, những anh em mà chơi với Minh nhiều thì anh em biết hết à. Biết hết là Minh bán đồ sao với lại anh em. Mấy cái này một phần là bán đó, nhìn đích đó em. Này một phần là bán, một phần là anh em mua xe tặng. Đó, nó bảo hiểm. Bên đây là nó bảo hiểm ở dạng bình thường tầm trung. Xe này là để chân nè. Xe này á là anh Phước. Anh Phước mập á, anh Phước mà mình cùng nhau, hai anh em cùng nhau về làm cái showroom á, là anh Phước mập mập á. Ảnh không có đây, chút nữa có quay ảnh thì anh đem về chân nè. Đấy. Bò nè. Bò mình hay chạy nhất nè, mà bữa giờ mình cũng làm biến chạy. À, anh em thấy con Z 1000 một vàng của anh ổng quên tên ổng rồi. Việc anh mập, đây đi đi. Đó, của anh mập. Rồi. Đây là vàng da Z. Xe thùng luôn. Xe thùng luôn á nha, chứ không phải là xe đã chạy rồi nha. Xe này mới hết toàn bộ luôn. Bản này là bản Mobistar. Bản này bản thường. Thằng này là thằng Mã Văn Tài. Thằng mà cái gì ưa đối đầu với lại thằng gì Lương Sơn Bá đúng không? Đó là Mã Văn Tài. Thằng em nó ở đây là vừa rửa xe phụ nè, vừa coi showroom nè. Không, em làm giữ xe thôi à. Rồi cái cực của nó là dắt xe nè, dắt xe rất là cực. Ở đây dắt xe rất là cực. Dắt xe là phải đi xuống đây. Đây quay xuống đây nè. Nói chung là tối thui. Nói chung ở đây dắt xe rất là phiêu luôn. Đây. Mọi người nhớ idol Gia Hân không? Thì idol Gia Hân lấy xe đi rồi, còn để lại chiếc này Gia Hân ít đi lắm, nó ít đi lắm. Phần lớn là để gốc bụi không. Nè anh quẹt cái. Nói xạo mọi người chi nè nha, nhìn nha. Thấy không? Nó để đây cũng được năm chưa? Ơ không có. Mấy tháng rồi, 6-7 tháng rồi đó. Mà nó không có đi con này, nó cũng anh nhớ là lâu lắm luôn á, nó mới bụi vậy nè mọi người. Nói xạo mọi người chi. Nè cái tay tôi đang sạch. Sạch nè. Idol da không biết dễ. Để lâu lắm rồi. Còn cái con này là cái anh đó anh cọc rồi, nhưng mà qua dịch anh mới lấy xe. Anh để đây luôn. Để anh giữ cho ảnh, anh sợ mình bán đi, anh mới cọc hết tiền con này luôn. Anh sợ mình bán. Bây giờ đi xuống tầng hầm để cho anh em coi còn mấy con nữa. Còn cái con này á, xì bo lên đề để đi cho nhẹ. Anh Phước á, anh Phước mập á. Đó, đi cho nhẹ. Hai con này cũng của ổng luôn nha. Của anh Phước luôn, nói chung ở đây á, ở mình y như là gia đình vậy đó. Từ từ chờ cái chuông báo đó. Nó im thôi. Uống gì vậy, uống miếng rồi. Uống miếng, cái này là nước gì vậy? Bộ. Ở đây á, mấy anh em mình chơi giống như gia đình. Nó là một cái gia đình luôn á anh em. Có nghĩa là anh em thích xe của nhan nhà, anh em thích lấy xe nào anh em đi cũng được. Nhưng mà ở đây á, ngặt nổi thật sự luôn. Cái team mình chán đi gọi là chán đi mô tô với lại tay ga cũng lâu lâu đi ốp. Mấy anh em xách xe nhà ra chạy cho vui vậy á. Cho nên ít đi lắm, đa phần lớn là để chân nhiều.
hình như có một ông về đó. Có một ông đang mơ đang về nè. Giờ xuống hầm cho anh em coi còn mấy chiếc của xe của anh Gấu nữa. Anh ăn hết rồi. Tài, ở dưới tắt điện rồi đúng không Tài? Tài, ở dưới tắt điện đúng không? Giờ mở đèn lên anh. Tối thui à? Từ 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 từ. Rồi. Thì dắt mọi người đi, dắt mọi người coi thôi, đi coi. Cho coi chị ấp đi là ai rồi. Ở dưới đây là của một cái anh quản lý dưới đây luôn á. Đây, hai chiếc xe của Ducati của anh Gấu đang xử lý xong lên là đem lên đó chân luôn. Mà mấy anh em ít cũng ít đi lắm, mấy con này anh em cũng ít đi lắm. Còn con này là thằng em nó cọc rồi nè. Con này bữa vô clip á là đã cọc tiền rồi đó, là chờ ngày ký ủy quyền là lấy thôi. Chờ cái ngày tới ký ủy quyền là lấy. Còn mấy xe này là của người ta, xe của khách. Dữ. Hai Ducati này hàng hiếm lắm luôn á. Hai con này là hiếm, cực kỳ hiếm. Đâu con nào? Con này của Quỷ ngồi chơi game nãy á. Quỷ ngồi chơi game nãy á, cười cười á. Đó. Chị này là ai không biết, cái này chị Long Công. Chị là chị Long Công ở đây. Nói chung ở mình á, chơi vui lắm, giống như là một nhà đi. Còn cái vụ này mới hot. Ngồi xuống đây kể cho anh em nghe cái vụ hôm bữa là mọi người thắc mắc cái vụ mà cái con Ducati 119S độ 300 triệu đúng không? Đó, thì là một cái thanh niên nó tự tạo sóng gió. Thanh niên đó nè ha, Hùng chỉ có 90 triệu thôi. Hùng chỉ có 90 triệu thôi mà muốn á, gọi là muốn sở hữu xe rồi. Ok, anh em ở đây vẫn thoải mái. Rồi muốn ký cái ủy quyền vẫn thoải mái luôn. Nói chung là thanh niên đó bây giờ không có chơi ở đây nữa. Nói chung là chơi dơ quá. Cho nên là đi, một ngày nào đó mình sẽ làm một cái clip nói về cái sự thật con Ducati 1199 cho anh em biết. Đó, thì ở đây anh em mình là một cái gia đình thôi. Mà ai á mà kiểu như là chơi dơ thì cút. Đơn giản là vậy thôi. Đó, mình sẽ làm một cái clip thanh minh cho anh em fan mình, chứ bữa giờ mình cũng chưa có rảnh để làm mấy cái đó. Bây giờ đi lên đây có chắc mấy ổng đem xe ô tô về đó. Hả? Thôi, cái ở đây là của một cái anh khác quản lý. Mình là chỉ ở tầng trên thôi, hiểu không? Hiểu không? Nếu như mà anh em tới đây á, thì anh em xuống đây tìm là sẽ không có tôi, chỉ ở trên thôi nha. Ở đây đều có quy luật, ở đâu cũng vậy. Ở đâu cũng có một cái luật riêng hết á. Ơi, tắt đèn, sợ ma. Trời, không thấy gì luôn á. Hả, giờ sao? Để anh mở lát luôn. Ở đây có cái luật riêng anh em. Tầng nào là chơi tầng đó, chứ không thể mà tầng đây mà xuống dưới chơi được. Ở đây là một cái nơi làm việc. Còn cái bàn này là cái bàn gọi là uống nước, bàn đánh bài. Đó, chủ nhân của con Z1000 màu vàng. Ủa anh Phước về chưa ta? Đi ra không? Sẵn dịp rồi quay luôn. Anh có bán được mình? Dạ. Anh có bán không? Dạ có sao? Bên mình nay có mình cần kiếm cái cổ bô Titan á. Đó. À, nằm ở dưới à? Mai hả? Ở dưới à? Dạ, dạ, dạ. Rồi, đi qua đây. Đâu? Hãy nãy mình nói đúng không? Mấy ổng không có muốn chạy xe mô tô đó luôn. Đó, đây một chiếc, kia một chiếc. Mấy ổng toàn là dành nhau chạy ô tô mà. Không có bao giờ mà chạy kiểu mô tô hết á. Thank you.
Con này là Honda Civic hả? À Hyundai. Hyundai con này đi cũng được thôi. Ngon á anh em. Con này nội thất ok. Này là anh Phước mới lấy về. Thì ở bên mình nó cũng có phân chia đàng hoàng. Anh Phước sẽ là người đi lấy xe, kiểm tra xe đấy. Còn Minh thì về đây mình sẽ kiểm tra một lần nữa. Rồi sẽ gọi là sao ta, kiểm tra lần nữa. Rồi sẽ là người trực tiếp nói chuyện với mọi người. Anh Phước sẽ là người đi lo giấy tờ xe. Nói chung là hai anh em. Ở đây chỉ có hai anh em thôi. Về bớt đồ từ từ, đang kiểm tra con này thì anh Phước đang về luôn. Sẵn mình quay cho anh em cái quá trình mà những anh em về mình, bên mình về xe á, thì mình quay cho anh em luôn. Thì anh Phước vừa về con này, thì con này có bán luôn. Bây giờ qua chơi bán ô tô luôn. Tại mọi người biết sao là mọi người biết sao là mấy anh em mình á. Anh Phước, con này tính bán nhiêu? Giờ bẻn vừa xe luôn, giờ xe thùng nó khoảng 650, nhưng mà giờ mình bán 620. Giờ bẻn vừa xe luôn. Biển 6669 hả? Biển số đẹp chứ. 4 số 6, 1 số 9. Biển này mua xe rồi đó. Là bao nhiêu tiền hết ra? 620 triệu. 620 hả? Con này mà chơi chơi rít đổ vô được không? Được. Con này dạng lịch sự. Mở cửa trời lên anh, để anh ngóc cái đầu lên quay vlog. Em kéo kéo là tao bấm cái ha, bấm cái. Cổ cửa trời nó không có nút hả? Mà phải bấm hả? Còn kính nữa mà, nó còn một cái kính nữa. Đó, đúng rồi. Một cái kính đây nữa. Rồi, để giờ nó có nút mở ra mà. Em đổ, nổ máy lên mới mở được. Rồi. À cửa trời nó ra đúng không? Đúng rồi. Con này có cửa trời luôn. Giá này mà có cửa trời ngon rồi. Đúng rồi. Con này bản cool mà, bản cool mới có cửa trời. Em đi mua con này về đi bảo nè, cẩm với nít. Mua về đi bảo ngóc cái đầu lên. Đúng không? Được không? Mày dựa cái đầu em không? Dựa. Con này thoải mái với anh ha. Thoải mái lắm, con này đi được lắm. Con này thường ngon luôn. Ở chạy làm cái này luôn. Ừ, thiếu tiền là có thể trả góp cho anh em luôn á. Đấy, thì bữa là phân khối lớn rồi. Thì mình kết hợp với lại anh Phước, là anh Phước quất về hai thì rồi bây giờ là về luôn ô tô luôn. Đấy. Ừ, ban đêm mình kéo. Đóng cửa lại anh. Đóng cửa bên kia lại. Xe đẹp quá. Con này giá thị trường nó là xe mới là 650. Xe này đi 28.000 cây. Là gần như mới rồi. Xe hơi mà. Xe gần như mới ngon quá. Thôi, em để dành tiền mua chiếc kia. Ví dụ như con này mình đang nói vậy á, cái nổi nhiêu. Hồi nãy là em quay cho anh em tham quan showroom mình. Mà tự nhiên anh về, anh đem xe về sẵn ra quay cái này luôn cho người ta biết một cái quá trình mà anh em mình làm đem về sao sao á. Vui lắm, ở đây mọi người chơi vui như là một gia đình thôi chứ không có gì hết á. Ví dụ mất cái game của tôi. Về. Đó thì con Hân nó cũng để xe ở đây luôn đó, mọi người team mình là ở đây chơi hết luôn á. Chứ không có đi đâu xa hết. Đó là cái đã giới thiệu cho mọi người sơ sơ về cái nơi tụ tập của tụi mình rồi ha. Rồi. Mấy bạn mọi người tại dịch rảnh quá không biết làm gì, tụ tập không phải tụ tập. Không phải tụ tập tại vì nhà ở đây thì kiểu như là anh em ở đây chơi chứ mà ở đây mà kinh doanh cái gì là nó mắc đóng cửa đúng không anh? Rồi bye bye mọi người nha. Cái gì? Nói gì? Ê, cái thằng Hiếu tập chạy xe. Tập chạy xe ngoài kia mọi người, xong rồi tập nóng quá à. Cái mà đấy. Nhưng mà mình đã nghĩ đầu rét tập cho nóng đi về ăn cây kem. Cái dạo mang mất tiêu cây kem với tôi luôn. Anh mà không ăn á thì lát nữa cây kem nó chảy ra thì bỏ luôn. Bỏ tủ lạnh mà, có tủ lạnh mà. Con này đẹp hả? Con này mà mua về chạy dịch vụ cũng ngon á. Đi.
Con này tiết kiệm nhiên liệu lắm luôn á. Hồi đợt anh có nói chuyện với một anh đi cái này nè. Anh cầm mic rồi, em nói không có nghe đâu. Ở đây. Nói gì nói đi. Thôi về. Đi về. Bóp bóp. Em mới bóp xong mọi người. Tập xe mà uống chết mà nóng mà sợ mà run tay luôn mà nóng. Thấm thôi là nóng luôn rồi. Tính ăn cái kem á. Đánh bài thắng được cái kem mọi người. Đánh gần chết luôn mới thắng được cái kem. Ăn mới tiêu của tôi. Không tin được. Đi về. Cầm điện thoại cẩn thận nha. Mới bị giật điện thoại á. À, buổi tối mọi người tập xe à, rất là vui. Tập xe nè à. Bây giờ ở mình á, gia đình mình á, chơi chỉ trong gia đình thôi chứ không có chơi hội nhóm gì hết đó. Mấy anh em chơi là đủ vui rồi à. Rất là vui ha. Thì gọi là sao à, gia đình biker vui nhộn. Tụi mình không có chơi bất kỳ hội nhóm nào nha. Đó, chỉ trong người nhà chơi thôi. Ủa chị Thanh có bị khổng bô không? Em khổng không chứ xe của nó thì. Ủa cái này sao khổng bô được? Thì nó lên cái bô ấy nè. Nó leo à, anh đặt tiền nó leo nó lên. Giờ sao mấy em mình đang ốc á? Giờ đang ốc. Đang ốc ở đây, ở bữa nay ai đâu bán? Ở chỗ bán, mua đem về. Mua đem về hả? Ừ, mua đem về. Ai vô đánh chặn bài vậy đi, tâm cao chứ. À giờ đánh chặn bài ai tới nhất là chịu ít, ai đến đó chót là chịu nhiều. Em thích nào giao không được? Rất là vui ha. Anh chở chị. Bên mình anh em mình chơi rất là bình dân. Ví dụ đi đi ăn nữa. Đi ăn nữa thì lấy xe cameraman hoặc là xe Vinh X đi. Bởi vì biết sao anh em, những chiếc xe này là đi một máy đi trong thành phố đỡ nóng. Mấy con này nè đi trong thành phố nó đỡ nóng. Còn anh em lấy mấy con này đi bốn mấy thì nó nóng. Lên xe, những xe thường xuyên đi nè. Cameraman ưa lấy xe này để giao nhớt. Xe này để chở đi lại thành phố rồi này nọ kia khác. Còn con bán tải rửa à. Đó, bò đẹp không anh em? Bò đẹp không? Thôi bye bye mọi người ha. Giờ tụi mình ăn uống. Uống buổi tối rồi ngồi nghỉ ngơi. Đó, thấy không? Cái cây này nó lợi ghê luôn. Quay thấy chi không? Thấy chưa? Thấy hết luôn. Lợi ghê luôn. Rồi ra không rồi, ở nhà chơi game mà hôm qua là đáng chịu là không được ăn à. Rồi có anh cấu cũng đang chơi game mà. Không chịu ăn luôn. Chịu quá này. Rồi đó. Quá vui luôn. Quá ngon. Thơm. Trời ơi, mùa dịch này mà kiếm được mấy cái món ăn này thôi chứ. Ở ngoài thơm lắm. Ốc hương lên. Nè ốc hương nè. Ốc hương, một đống ốc hương luôn. Ồ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời.